hai chị. Xin chào các bạn, mình là Phước Béo và chúc các bạn năm mới có sức khỏe tràn đầy. Vậy thôi, giờ dịch giả này chỉ có chút sức khỏe thì chút gì nữa. Hôm nay mình chơi game Experiment Grocery. Experiment có nghĩa là thí nghiệm, thử nghiệm hay là kiểm tra. Còn grocery là cái gì, giống như cái kiểu tiệm tạp hóa. Mình không biết dịch cái game này như thế nào, mà nói chung là chắc mình sẽ làm một nhân viên, một người mua hàng vô tiệm tạp hóa hay siêu thị. Siêu thị, chắc là siêu thị mua hàng, vậy thôi, mình nghĩ vậy. Nhưng mà nó gắn mắc game kinh dị thì đương nhiên chắc chắn là phải có gì rồi. Supermarket, rồi siêu thị luôn. Đúng là chữ super là siêu, market là thị, chỉ có siêu thị. Siêu chợ, siêu thị. Nhanh lên man, má mình chưa thấy một thằng nào mà nó kéo xe mà nó lâu. Kéo xe lâu quá chưa. Wow, các cảnh mẹ ơi, nó lâu. Ok, mình có 100 đô luôn, đồ ngon. 100 đô này đâu ra thế? Shopping, mình mua cola, pizza và taco. Đồ, ba cái món này là ba cái món béo phì chết người luôn đó. Coca-Cola, pizza nó vốn là nhiều rồi, còn thêm taco nữa. Taco là cái bánh. Bạn nào biết bánh taco không? Lên Google ha. Hello, wow, siêu thị hôm nay đông đúc nha, không có một bóng người luôn. Hello anh, hello, em xin lỗi chị, hello chị. Bắt tay em cái. Oh my. Hai chị, chị ổn không? Oh my god, nụ cười của chị làm em xóng cả ra quần, xóng sao biết bao. Oh, cái bà này có chắc không nè, ở cái này chắc coca nhỉ. Can food. Cái này cho em này đi. Oh, cái đó khoảng 8 đô à, ngon. Đây là đồ ăn hả? Ok, vậy mình kiếm coca với pizza thôi nhỉ. Đụt, ở đây taco nè. Hello taco. Em kiếm được mẫu bánh taco này chị ơi. Tính tiền cho em nha. Rồi mình kiếm thêm pizza. Pizza, ở đây có hamburger thôi, không có pizza. Burger. Miếng taco đó 5.000 luôn, 5.000 tính ra tiền Việt là... lộn, 5 đô chứ, 5 đô tính ra tiền Việt là... 100.000, holy shit. Pizza này, pizza của em này chị. Đó, pizza của em đó. Rồi Coca Cola nhờ. Coca Cola ở đâu đây? Chà, miếng pizza đó rẻ hơn cả cái kia luôn. Miếng pizza đó khoảng 3 đô. Kiếm Coca Cola, Coca Cola, Coca Cola. Ô chị bình tĩnh thôi nha chị, có một mình em biết mà. Mà chị cứ bình tĩnh chứ, em đang kiếm đồ. Chị đừng có nhìn em thế, em ngại vãi trưởng. Hello. Ấy. Đồ thanh niên nhiều nước trong người quá hen. Phòng này chắc phòng vệ sinh nữ hả? Cơ mà ai quan tâm. Đây là phòng vệ sinh nam. Ồ, vậy bên kia là phòng vệ sinh nữ. Chị ơi, cho em hỏi cô ca. À đây mẹ ơi, mắt mình nó phải nói là nó đuôi vãi cái trưởng. Đuôi vãi cái trưởng. Tính tiền. Mặt chị không có vẻ không vui lắm nha. Ok. Bye bye chị, bữa nay em ghé lại. My yeah. Maya ho, Maya ha, Maya baba. Mình
Easy, dễ dàng. Ấy, mình lại quay lại à? Ok, hôm nay mua bia, donut với pizza thanh niên này. Toàn là ăn đồ béo, đồ ngậy không à? Uống bia nữa, hôm nay mình lại tầm tắt uống bia. Ở đây vừa bị cái gì vậy chị? What the fuck kỳ tính giá của chị tính cái giá 15 0,15 đô đó của em luôn hả? Ok, donut nè. Miếng trên hoặc là miếng dưới hả? Người ta thường nói món dưới đất thường ngon hơn món ở trên. Mình sẽ lấy dưới đất thôi. Yes, beer. Em sợ chị quá. Bìm thêm miếng pizza nữa. Mà ở đây có chuyện xảy ra rồi ta, giống như là nổi loạn hay cái gì. Pizza đâu hết rồi? Pizza của Mỹ. Rồi, bye bye chị nha. Bye bye chị nha. Như mình cho bà tính tiền cái lon không chi vậy trời. Cứ hiểu. Mình chưa gặp chuyện gì hết ta. Thấy nó yên tĩnh đó nhỉ. Hôm nay sao ta? Đồ, cái này là mình hết cả hồn. Rồi, cửa sập mẹ luôn rồi. Hai chị. Trông chị vẫn đẹp gái như hôm nào nhỉ? À, còn hôm nay mình mua gì đây? Donut short với taco, nước sốt donut với lại đấy là ok so. Ok ba chị, rồi bữa khác em lên lại đến nhé. Ok, đến ngày thứ ba rồi mình chưa có chuyện gì xảy ra. Ấy, đồ đạc được sửa lại hết rồi nè. Ngon. Địch. What? Đù má cha gà mình nổi lên. Hai chị khỏe không? Mình có thể nói chuyện hả? Chị ơi, chị khỏe không? Đéo. Đéo. Đéo khỏe. Ok. Mình không bật được cái shopping list của mình lên. Ok, ở đây xảy ra chuyện gì nha. Tính tiền cho em cái này được không chị? Ok, chị ấy không tính tiền. Lúc có ai đây em? Có ai đây em? Ok, may mà không có ai. Má sợ quá, xóm là quần phát đã. Mình sợ quá mình đéo tè được. Mình sợ quá nên mình không tè được. Ok, thanh niên cũng biết sợ, sợ đến mức mà đéo tè luôn. Hello. Này nhìn giống cơ sở bí mật nào ấy nhỉ. Hai anh. Cái mồm anh hơi to ấy nhỉ. Cái này là cái bài gọi là gì ha? Thông tin của người của đối tượng vẫn chưa nhận ra cái sự việc gì đang xảy ra. Ray tộc người thất nghiệp, xong cũng gì gọi thất nghiệp và gọi là gì ta, độc thân đúng rồi, đã có bằng lái xe hạng B, đã phát hiện ra được là đối tượng này rất thích bia pizza và bánh donut và đã mua products, đã dùng một số cái đã mua một số đồ không không thể tả được hả, đã dùng toilet và tổng cộng đã mua 11 thứ. Ok là như hai chị. Anh ơi, chị ấy là ai vậy? Anh ơi, trả lời em, chị ấy là ai gì? Sao chị ấy lại nhìn em thế? Ok, chị ơi, chị biết không, em muốn ra khỏi đây, cho nên là ba chị, à fuck, nó để cho mình ra, rồi chắc phải kiếm được khác rồi. Hello. Mẹ nó phật vô hai anh, gì đây? Toilet, mình đang đọc cái. Ok, được coi nè. Luôn luôn mấy cái tiếng to hết. Cái tiếng game to quá nó có làm mình khó chịu vậy. Luôn luôn theo dõi cái đối tượng mọi lúc mọi nơi, một số phòng thì không được để hắn
Một số phòng thì không được để người qua lại nhìn thấy, chỉ ngoại trừ nhân viên. Tem phải rời khỏi cái khu thí nghiệm ngay lập tức. Thì bạn phải hoàn thành gì tuân lệnh tuyệt đối những mệnh lệnh này, liên quan đến nếu chống đối sẽ bị tử hình. Toilet nó chỉ từ toilet kìa, toilet. Ôi đi cái mẹ này, anh thấy gì không, anh thấy gì không? Anh này sốc đến mức anh há mồm rất là to luôn. Lô qua trong toilet thôi không? Ok, cửa đóng con mẹ rồi, coi như mình không ra được. Gì vậy? Cửa lại trốn ra ngoài. Ok. Đây rồi. Rồi, lên thôi. Đi. Lên chỗ này. Treo ra ngoài. Ổng về. Chạy một mặt đô, không cần biết ai ở đâu làm gì, mình cứ chạy một mặt thôi. Hy vọng là không có ai, mình hy vọng là không có ai xuất hiện bất thình lình đằng sau và ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ mình như một vị thần nhỉ. Ok, hết tiếng luôn rồi. Ok, trước khi lên xe mình muốn quay lại một chút. Chị ấy vẫn ở đấy. Thôi ok, bye bye chị nha. Em về em có chút việc đó mà, bữa khác em đến mua. Hôm nay em cảm thấy không được khỏe. Hôm nay em cảm thấy không được khỏe nên là cút thôi. Get out. Ok. Hết. Wow. Mình chỉ giật mình được vài chỗ, bây giờ nó hết. Really? What the hell? Hả? Vậy là nãy giờ mình ở trong kiểu như một cái lồng hả? Bây giờ mình được tự do hả? Mình nghĩ vậy. Cảm ơn đã chơi. Ok, nó thoát con mẹ nó game luôn. Nó thoát luôn rồi. Ok, vậy đó là game, đó là Experiment Gold Restore. Mình nghĩ một cách đơn giản là cốt truyện của nó chắc là mình là một đối tượng thí nghiệm của cái bọn nào đó ở trong viện nghiên cứu, nhưng mà như có chuyện gì đó xảy ra nên là cái viện nghiên cứu nó bị phá tan bành và mình là đứa duy nhất còn sống và mình phát hiện được bí mật to lớn của họ và mình chỉ thoát ra ngoài như vậy. Nói chung là nó không có cái gọi là cái cốt truyện hoàn chỉnh, nó chỉ như là một trải nghiệm nhỏ nhỏ thôi. Thế rồi. Cảm ơn các bạn đã xem được Phước Béo. Nếu các bạn muốn chơi game này và tự trải nghiệm cho bản thân thì mình sẽ để đường link ở dưới cho các bạn theo hồi chơi trải nghiệm nha. Rồi vậy đi, like, share các kiểu ha. Rồi, Béo out. Tạm biệt các bạn. Xin lỗi các bạn, đi lô lần sau. Bye bye. Chào.